Vâng, thưa quý vị, giấc ngủ chiếm tới 1/3 thời gian hàng ngày và là một phần quan trọng của cuộc sống. Tuy nhiên thì một số người không may mắc phải những rối loạn về giấc ngủ, trong đó có chứng ngủ lịm hay còn gọi là ngủ rũ. Vậy thì ngủ rũ là gì? Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Thị Minh Hương, bác sĩ chuyên khoa 2 đến từ Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai. Xin kính chào bác sĩ. Vâng, kính chào quý vị khán giả VOV Bác sĩ 24 ạ. Dạ vâng, để bắt đầu cho buổi trò chuyện ngày hôm nay thì Hà Dung xin phép được gửi đến bác sĩ một câu hỏi với nội dung như sau. Đầu tiên bác sĩ có thể giải thích cho Hà Dung cũng như là các quý vị khán giả được biết về chứng ngủ lịm hay còn gọi là ngủ rũ được không ạ? Vâng, như chúng ta biết cái rối loạn giấc ngủ là một cái quá trình tích cực dưới sự kiểm soát của não. Rối loạn giấc ngủ có thể là ngủ nhiều, có thể là ngủ ít, có thể là chúng ta ngủ đủ giấc nhưng hôm sau dậy chúng ta vẫn thấy mệt, đó cũng là một cái rối loạn giấc ngủ. Thế thì bên cạnh đó thì còn có một cái chứng gọi là ngủ lịm hay còn gọi là ngủ rũ. Thì bệnh nhân đột ngột rơi vào cái giấc ngủ mà chúng ta không thể cưỡng lại được, họ ngủ quá nhiều. Những cái người chứng ngủ lịm thường khó tỉnh táo trong cái thời gian dài và bất kể một cái hoàn cảnh nào có thể gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng trong cái thói quen hàng ngày của mình. Dạ vâng. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu nào cho chúng ta nhận biết rằng một người đang mắc phải chứng ngủ lịm hay còn gọi là ngủ rũ ạ? Các triệu chứng ngủ lịm ở người lớn có thể gặp phải như là người ta không cưỡng lại được, không thể cưỡng lại được và đột ngột rơi vào cái giấc ngủ, và người mắc bệnh có thể hành động như có thể là họ bị chóng mặt và di chuyển chậm lại. Đó là những dấu hiệu nhận biết ở người lớn mắc phải chứng ngủ lịm. Vậy thì ở trẻ nhỏ thì chúng ta căn cứ vào đâu để biết rằng là trẻ đang mắc phải chứng ngủ lịm hay còn gọi là ngủ rũ ạ? Vâng, ở trẻ nhỏ thì cái biểu hiện của bệnh trẻ là có thể là ngủ vào ban ngày và trẻ có thể cố tình để tạo ra cái tỉnh táo nhưng mà không thể cưỡng lại được, và có thể là ngủ bất kể trong cái hoàn cảnh nào, ở trong cái thời điểm nào ở trong ngày. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết rằng những ảnh hưởng của chứng ngủ lịm đối với người mắc phải được không ạ? Vâng, cái chứng ngủ lịm thì nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến các đến tinh thần, ví dụ như ngủ đến khả năng học tập, làm việc, rồi đến các sở thích, và có thể là thay đổi đến các tính cách và có thể gây hại cho đến cái mối quan hệ cá nhân. Dạ vâng, thưa bác sĩ thì khi mắc phải chứng ngủ lịm thì đó có phải là dấu hiệu của một bệnh tâm thần nào không ạ? Vâng, cái chứng ngủ lịm thì nó có thường đồng mắc với một số các bệnh lý về tâm thần, giống như là bao gồm như là rối loạn khí sắc, rối loạn lo âu, rối loạn trầm cảm, tăng động giảm chú ý và rối loạn ăn uống, và cũng như là một số các rối loạn về tâm thần khác. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết rằng là chúng ta nên làm gì để điều chỉnh giấc ngủ cho người mắc phải chứng ngủ lịm này được không ạ? Để điều chỉnh giấc ngủ cho người mắc chứng ngủ lịm thì chúng ta có một cái giờ ngủ nhất định cho tất cả các ngày trong tuần, kể cả là ngày thường lẫn cả ngày cuối tuần, và tránh sử dụng các chất kích thích như nicotine, caffeine, hoặc là ăn quá no trước cái giờ đi ngủ, hạn chế các thiết bị điện tử, sử dụng ánh sáng xanh, tiếp xúc với ánh sáng xanh trước cái giờ đi ngủ. Dạ vâng, đó là cách để chúng ta điều chỉnh giấc ngủ cho người mắc chứng ngủ lịm. Vậy thì theo bác sĩ thì chúng ta cần phải lưu ý gì về chế độ ăn uống cho người ngủ lịm ạ? Vâng, cái người ngủ lịm thì cần thay đổi các thói quen về ăn uống. Chúng ta nên chia nhỏ các cái khẩu phần ăn trong ngày thành các bữa nhỏ, hạn chế ăn đường, ăn các chất béo, ăn các chất cay trước khi đi ngủ, và ưu tiên các chất béo lành mạnh như protein, lạc và các thực phẩm có lợi. Trên đây là những chia sẻ rất hữu ích của bác sĩ Nguyễn Thị Minh Hương, và Hà Dung tin chắc rằng quý vị đã có cho mình được những lưu ý tốt nhất về chứng ngủ lịm và hay còn gọi là ngủ rũ. Một lần nữa thì thay mặt ban tổ chức chương trình cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, xin chân thành cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi ạ. Và quý vị đừng quên bấm theo dõi kênh VOV Bác sĩ 24 để cập nhật những tin tức về sức khỏe và y tế mới nhất hàng ngày. Quý vị cũng đừng quên comment ý kiến thắc mắc của mình bên dưới video này nhé. Và cuối cùng, Hà Dung xin kính chào và hẹn gặp lại.